Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Long Khánh vừa tổ chức chương trình phục vụ lưu động văn hóa văn nghệ hè năm 2023 tại trường tiểu học Nguyễn Du, xã Bảo Quang. Tại chương trình, các em học sinh được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do câu lạc bộ Sơn Ca và các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Du biểu diễn. Đồng thời, Thư viện thành phố đã chuẩn bị phục vụ lưu động hàng trăm đầu sách thiếu nhi để các em đọc và khám phá ngay tại sân trường. Tiếp đó là phần giao lưu trả lời câu hỏi có thưởng và tham gia các trò chơi thú vị. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, đây là chương trình nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, lý thú cho các em học sinh tại các xã trong dịp hè. Từ đó, góp phần tích cực nâng cao đời sống tinh thần và phát triển văn hóa đọc trong học sinh. Nhân dịp này, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Long Khánh đã trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh khó khăn.